Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành cho bé có trang trí hai biếm tóc ở hai bên. Phần trước của nón thì có làm một đoạn tóc mai xoăn lại như thế này. Họa tiết móc nón là các cái mũi móc đơn. Ở vành nón thì có cái độ cong ra, thêm mũi cong ra đây. Mẫu nón như thế này. Dụng cụ mình gồm có sợi thô trơn, dài khoảng 1.75 đến 2 mm len miêu cô tông màu tối dùng để làm cái phần tóc kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu số 4 kéo các len và kim đánh dấu để đánh dấu các cái mũi móc bây giờ mình sẽ dùng sợi thô để móc phần thân nón đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo 7 mũi móc đơn một 2 3 4 5 6 và 7. Khi móc được 7 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn rút lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc Các bạn nắm sợi len ngắn quốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Các bạn móc cho mình 7 chân móc liên tiếp. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc được các cái mũi móc đơn vào bảy chân móc đầu tiên mà ta gây nên á, đây, thì ở đây ta được bảy chân móc nè. Bảy chân móc này, mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Đây, bảy chân móc, ta được bảy cụm như thế này. Tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế bên vào cái chân móc kế bên này. Móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì đây là cái chân móc thứ 8 mà ta móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè. Đây, từ cái chân móc này các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái chân móc này để ta xác định được đây là cái điểm cuối của hàng móc nè. Các bạn đánh dấu cho mình qua cái thân chân móc này luôn. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên. Đây, móc vào chân móc kế bên này một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp các bạn móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên, chân móc kế bên là chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới, chân móc nằm chính giữa này móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là chân móc nằm chính giữa của hai cụm chân móc ở phía dưới. Đây, cái cụm chân móc phía dưới này nè, đây là một cụm đây là hai cụm đây là cái chân móc nằm chính giữa các bạn móc cho mình vào cái chân móc chính giữa của hai cái cụm ở phía dưới móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục móc vào chân móc kế bên là chân móc nằm chính giữa của cái cụm ở phía dưới đây của hai chân móc cùng chân ở phía dưới chân nằm chính giữa thì móc một mũi móc đơn chân nằm chính giữa của hai cụm thì móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây. Cũng móc vào cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào một mũi móc đơn. Và chân móc nằm chính giữa của hai cụm ở phía dưới. Đây, hai cụm chân móc nằm chính giữa, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự, chân kế bên nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào một mũi móc đơn. Và chân kế tiếp là chân nằm chính giữa của hai cụm chân móc cùng chân ở phía dưới. Đây chân nằm chính giữa hai cụm chân móc cùng chân phía dưới móc vào hai mũi móc đơn tiếp tục chân kế bên móc một mũi móc đơn chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc hoặc là các bạn có thể đếm cho mình móc cho mình ở cái vòng móc này xen kẽ một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc cho đến khi ta được 7 lần xen kẽ thì đây sẽ là cái chân móc cuối cùng nè thẳng hàng với cái chân móc mà mình đánh dấu ở phía trên đây, chân móc cuối cùng là móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế bên. Đây, móc vào chân móc kế bên này một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp là chân móc đầu tiên của hai cái chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, đây là hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây là chân móc thứ nhất. Đây là chân thứ hai. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc thứ nhất á móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc vào chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới này, móc vào một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Khi gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới này hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi ta gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới thì móc vào cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới này hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu, cũng móc vào mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đến khi ta gặp hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới này hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây. Cũng móc tương tự cho mình. Thì khi ta móc thêm mũi ở cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, đây hai chân móc cùng chân phía dưới, thêm mũi ở chân móc đầu tiên thì để cho cái phần thêm mũi nó không có bị nhọn. Các bạn cứ thêm cho mình tương tự. Thêm vào cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới thì thêm vào cái chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc tương tự cho cái cụm cuối cùng. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới thì thêm vào chân móc đầu tiên. Hai mũi móc đơn. Thì sau khi móc đến cuối vòng, đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở phía trên thì đây là cái chân móc cuối cùng, chân móc cuối cùng sẽ có hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Các bạn tiếp tục móc cho mình cái hàng móc tiếp theo. Mỗi chân móc cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cũng làm tương tự giống như các cái hàng móc ở phía trên. Khi gặp cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới thì các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc vào cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới móc vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Hoặc là nếu khó thấy cái mũi móc cuối cùng ở đây thì các bạn có thể dò ở đây ta có 3 mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Phía bên này có hai mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc thì ở đây sẽ là cái điểm cuối cùng nè. Đây. Ở hai cái khoảng cách này nó sẽ khác nhau ở cái chân móc thêm mũi nha. Tương tự các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Giống như các cái hàng móc ở phía trên thì cái hàng móc tiếp theo này cũng móc cho mình thêm mũi ở chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây, chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái điểm mà mình đánh dấu mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới thì móc hai mũi móc đơn vào chân móc này và móc tương tự cho đến cuối hàng thêm mũi ở cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới thêm vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc móc cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu thêm mũi móc ở chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới tương tự cho các cụm còn lại thì ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc tương tự cho mình vì mẫu nón này mình móc hình xoắn ốc cho nên khi móc các cái hàng móc tiếp theo, các bạn cứ móc cho mình cho đến khi ta gặp cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào chân móc đầu tiên á, các bạn cứ thêm mũi cho mình vào chân móc đầu tiên, hai mũi móc đơn cùng chân móc, thêm cho mình các cái hàng móc cho đến khi cái vòng tròn này nè, cho đến khi cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé, to vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Cũng thêm mũi cho mình vào chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân ở phía dưới. Đây thêm mũi như thế này. Thì tất cả các cái vòng móc tiếp theo cũng làm tương tự cho mình, cũng thêm mũi ở chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới cho đến khi ta đạt được vòng tròn nhất định. Đây, chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Sau khi thêm được các cái hàng móc thì vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé. Tùy vào vòng đầu của bé mà điểm kết thúc của cái phần thêm mũi này không nhất thiết phải nằm thẳng hàng với cái chân móc cùng chân phía dưới này nè. Các bạn cứ thêm cho mình xoắn ốc như thế này. Cũng thêm vào cái chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới. Thêm cho đến khi đạt được cái vòng tròn vừa với vòng đầu của bé. Thì đây là chân móc cuối cùng mà mình thêm mũi. Đây. Cái vòng tròn này đã vừa với vòng đầu của bé. Bây giờ mình sẽ móc các cái hàng móc không thêm mũi ở phía dưới, phần thân nón. Chân móc mà mình dùng kim đánh dấu đánh dấu vào là cái chân móc mà đánh dấu cái điểm cuối cùng của mỗi vòng tròn khi ta móc. Thẳng hàng xuống như thế này. Đây, thì khi móc các cái vòng móc tiếp theo ta sẽ dễ phân biệt được đâu là cái điểm móc cuối cùng. Các bạn tháo kim đánh dấu ra, sau đó đánh dấu cho mình vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng mà mình thêm á. Đây đánh dấu cho mình vào cái mũi cuối cùng của cái hàng thêm này. Các bạn có thể đánh dấu ở chân móc hoặc là cái thân chân móc ở hàng phía trên cũng được để ta phân biệt được đâu là cái mũi cuối cùng. Tiếp tục các bạn móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới, thay vì các cái hàng móc ở phía trên ta móc hai mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên này thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào đây. tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho đến điểm mà mình đánh dấu mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cái mũi móc mà mình đánh dấu ở đây thì cái hàng móc mình vừa móc nó sẽ bằng với số mũi móc của hàng móc ở phía trên các bạn tiếp tục móc cho mình thêm các cái hàng móc tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại các bạn cứ móc xoắn ốc cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến khi cái độ sâu từ đỉnh nón xuống các cái hàng móc mà mình thêm vừa đến cái phần tay của bé thì các bạn ngưng cũng thêm cho mình xoắn ốc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho các cái hàng móc còn lại cho đến khi ta đạt đủ cái độ sâu của phần nón thì ở đây mình đã thêm được xoắn ốc các cái mũi móc đơn không thêm mũi độ sâu của cái phần thân nón đã vừa đến phần tay của bé bây giờ mình sẽ móc các cái hàng móc tiếp theo để tạo cái phần vành chân móc mà các bạn móc cuối cùng sẽ là cái chân móc thẳng hàng với cái chân móc mà mình đánh dấu ở phía trên này nè đây cái chân móc thẳng hàng với cái chân móc ở phía trên này Độ sâu của phần thân nón đã vừa đến phần tay của bé Các bạn tháo kim đánh dấu ra Sau đó đánh dấu cho mình vào cái chân móc cuối cùng này Đánh dấu cho mình vào cái thân chân móc này Để khi ta móc cái phần vành nón Ta sẽ phân biệt được đâu là cái điểm cuối cùng Thì ở cái chân móc cuối cùng của cái phần vành nón này Các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân móc này một mũi móc đơn Để thành hai mũi móc đơn ở chân móc này thì đây sẽ là chân móc đầu tiên để bắt đầu cái phần vành nón móc vào chân móc bên cạnh một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn chân móc thứ tư cũng móc một mũi móc đơn khi móc được 4 mũi móc đơn liên tiếp với nhau tiếp tục móc vào cái chân móc thứ năm của cái cụm này móc vào chân móc thứ năm này hai mũi móc đơn cùng chân móc Bốn chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. 1 2 3 4. Khi móc được bốn mũi móc đơn liên tiếp thì chân thứ năm móc hai mũi móc đơn vào chân móc này. Thì ở đây mình đã tạo ra được các cái cụm chân móc gồm có bốn mũi kép đơn mỗi chân móc, xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây, bốn mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc tiếp tục móc cho mình bốn mũi tiếp theo mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi được bốn mũi móc đơn liên tiếp thì chân móc thứ năm móc hai mũi móc đơn vào chân móc này ta tạo ra thêm được một cụm tiếp theo các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này móc tương tự cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu cũng móc bốn chân móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc 3 4. Chân thứ năm móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Sau khi móc được các cái cụm chân móc, đến cái chân móc đầu tiên, hai chân móc cùng chân phía dưới của cái hàng móc đầu tiên mà mình gây nên cái phần vành nè. Đây, thì đây là cái chân móc cuối cùng để kết thúc hàng. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà mình đánh dấu. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi ta gặp hai chân móc cùng chân phía dưới này, các bạn cũng móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn, chân nằm chính giữa cũng móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Thì hàng móc này ta sẽ không thêm mũi. Đây. Làm tương tự cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng các cái mũi móc đơn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình thêm một hàng nữa chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho đến chân móc mà mình đánh dấu mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến cuối vòng thì ta được hai hàng móc không thêm mũi đều nhau như thế này. Đến cái chân móc cuối cùng của cái phần vành, ở đây các bạn móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta để ý ở cái hàng móc đầu tiên ta thêm mũi ở phần vành nè, bốn mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây, bốn mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì ở hàng móc thứ tư của phần vành nón ta sẽ thêm mũi. Móc cho mình năm chân móc đầu tiên, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tăng một mũi móc so với cái vòng thứ nhất của phần vành nó. Khi móc được 5 mũi liên tiếp, tiếp tục móc vào cái chân móc thứ sáu hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì ta được một cụm chân móc tăng mũi nhiều hơn một mũi so với cái hàng thứ nhất của phần vành nón. Đây. Tương tự 5 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được 5 mũi móc đơn liên tiếp, tiếp tục móc vào chân móc thứ 6 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được thêm một cụm chân móc như thế này. Các bạn làm tương tự cho mình cái cụm chân móc này, tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà mình đánh dấu. Cũng móc vào 5 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. 4 5 Chân móc thứ 6 móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân móc. sau khi móc đến cuối hàng thì cái phần vành nón nó đã có cái độ cong lại đây khi bẻ lên nó sẽ có cái độ cong lại như thế này đây các bạn tiếp tục móc cho mình cái hàng móc tiếp theo móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn tương tự như cái hàng móc thứ hai và thứ ba của cái hàng phía trên đó mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng và làm thêm cho mình một hoặc hai hàng móc nữa Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi gặp hai chân móc cùng chân phía dưới thì cũng móc vào mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc hàng móc này ta sẽ không thêm mũi đây các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm cho mình một đến hai hàng móc nữa thì lúc này cái phần vành nón nó sẽ đủ cái độ rộng để mình bẻ cong lên các bạn cũng có thể móc thêm từ 2 đến 3 hàng móc nữa tương tự thì ở đây mình đã móc lên thêm được hai hàng móc không thêm mũi đều nhau như thế này chân móc cuối cùng sẽ là chân móc thẳng hàng với cái mũi mà mình đánh dấu ở đây phần vành nón đã có cái độ cong lên ở chân móc cuối cùng để kết thúc hàng các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế tiếp móc vào đây một mũi dời kéo và cắt len thì sợi len thừa này đang nằm ở mặt phải của hàng móc các bạn dùng kim đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình móc mũi dời á đâm kim từ trong ra ngoài sau đó kéo sợi len ra phía sau mũi móc thì đây sẽ là điểm kết thúc của cái phần vành nón nè ta tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình đã hoàn thành được một form nón vành như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần tóc cái phần tóc mai ở phía dưới và tiếp tóc ở phía sau sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì bây giờ mình sẽ tiến hành chia cái phần nón để mình móc cái phần tóc mai ở phía trước các bạn đếm cho mình ở mặt trong của nón đếm ra 6 hàng móc thì cái hàng móc đầu tiên mà mình bắt đầu gây nên cái phần vành nón á các bạn sẽ móc cho mình ở cái hàng móc đầu tiên này chia cái phần tóc mai ở đây đây 6 hàng móc từ ngoài vào trong thì cái hàng móc ở trong cùng này nè các bạn sẽ thấy các cái mũi móc nằm ngang nằm ngang như thế này ta sẽ tiến hành móc cái tóc mai ở cái mũi móc nằm ngang này đây tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút ở cái sợi len thừa này các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn bằng với cái phần tóc mai mà ta bắt đầu móc á đâm kim vào cái chân móc nằm ngang của cái hàng móc thứ sáu tính từ ngoài vào trong á đâm kim vào các cái chân móc nằm ngang này nè đây ta đâm kim vào đây đối với cái phần tóc mai này các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trong ra ngoài của cái mũi móc nè đâm kim từ trong ra ngoài chứ các bạn đừng có đâm kim từ ngoài vào trong nha sau đó kéo nút mà mình vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc nằm ngang kế bên. Ta đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc nằm ngang này. Đâm từ trong ra ngoài. Khi kim đã qua cái mũi móc thì các bạn đưa đầu kim, đưa đầu kim lên phía trên của sợi dây móc. Đây, đưa lên như thế này. Sau đó luồn và đưa kim xuống phía dưới, móc cho mình cái sợi len ở phía dưới á. Đây, móc cái sợi len phía dưới này, móc lên phía trên. Sau đó đưa cái sợi len này qua cái chân móc thì cái sợi len nằm ở trên ngón trỏ này sẽ là cái độ dài của phần tóc mai. Ta đưa ngón trỏ ra ngoài sợi len. Sau đó kéo cái sợi len dài lên phía trên. Các bạn giữ cho mình cái phần tóc mai này. Tiến hành lấy len và kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục đâm kim qua cái chân móc nằm ngang kế bên. Đâm từ trong ra ngoài cái chân móc nằm ngang này. Khi kim đã qua chân móc thì đưa đưa đầu kim lên phía trên sợi dây móc. Sau đó luồn xuống phía dưới và kéo sợi len phía dưới lên phía trên móc cái sợi len này qua chân móc các bạn canh chỉnh cho cái đoạn len này bằng với cái đoạn len ban đầu mà mình tạo á đây sau đó đưa ngón trỏ ra ngoài sợi len đưa sợi len dài lên phía trên giữ cái đoạn này và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục đâm kim vào chân móc nằm ngang kế bên đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc nằm ngang này Khi kim đã qua mũi móc thì tiến hành đưa đầu kim lên phía trên sợi dây móc, luồn xuống phía dưới và kéo sợi dây ở phía dưới lên trên. Móc qua chân móc. Canh chỉnh độ dài của tóc mai, đưa ngón trỏ ra kéo lên và giữ cho mình cái đoạn tóc mai này. Sau đó kéo lên qua hai chân móc trên kim. Thì ở đây mình đã tạo ra được các cái sợi tóc mai xoăn lại như thế này. Đây, xoăn lại. Mục đích khi ta đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc nằm ngang để tạo phần tóc mai. Thì ở cái phần tóc mai nó sẽ có cái phần g. Các bạn đâm kim từ trong ra ngoài thì cái phần g này nó sẽ nằm ở phía trong của mũi móc, sẽ làm cho mặt trước của tóc mai sẽ đẹp hơn. Các bạn tiếp tục móc cho mình tương tự các cái sợi tóc mai còn lại. Cũng đâm kim vào chân móc nằm ngang kế bên, đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc nằm ngang này. Sau đó đưa đầu kim lên phía trên sợi dây móc. Luồn kim xuống phía dưới và móc sợi dây ở phía dưới lên trên, móc qua chân móc canh chỉnh độ dài của tóc mai, sau đó kéo sợi len dài lên phía trên, giữ cho mình cái đầu len này, kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục đâm kim vào chân móc nằm ngang kế bên, đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc nằm ngang này. Đưa đầu kim lên phía trên sợi dây móc, luồn xuống phía dưới và móc sợi dây ở phía dưới lên trên, kéo len qua chân móc. Canh chỉnh độ dài, sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được cái chiều dài của cái phần tóc mai. Cũng đâm kim vào chân móc nằm ngang kế bên, đâm kim từ trong ra ngoài, đưa đầu kim lên phía trên và móc sợi len ở phía dưới lên, móc qua chân móc. Canh chỉnh độ dài của tóc mai, sau đó giữ và kéo len qua hai chân móc trên kim. Thì ở đây mình đã tạo ra được một đoạn tóc mai. Ở cái chân móc cuối cùng các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích kéo và cắt len cái đoạn len thừa này nó sẽ bằng với cái độ dài của tóc mai thì mình đã hình thành nên được một đoạn tóc mai như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành luồn len và tạo cái phần tóc ở phía sau đối với cái phần tiếp tóc ở phía sau các bạn tạo cho mình một đoạn len dài gấp đôi lại thì cái sợi len mà mình chuẩn bị này khi gắn vào trong thân nón sẽ tạo ra được cái độ dài của tép tóc đây Thì để đưa được cái sợi len này vào trong thân nón, các bạn cũng dùng kim móc để đưa vào. Gặp đôi cái đoạn len mà mình chuẩn bị ban đầu để làm tép tóc đó. các bạn gặp đôi lại thì ở trên thân nón các bạn cũng dùng kim móc đâm kim từ trong ra ngoài vào các cái chân móc nằm ngang thẳng hàng với các cái mũi móc mà mình móc cái phần tóc mai ở phía trước ta đâm kim vào chân móc nằm ngang sát với cái chân móc kết thúc của cái phần tóc mai đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc sau đó kéo sợi len qua chân móc khi đã tạo được một mũi móc như thế này thì các bạn tiến hành kéo hai sợi len qua cái mũi móc kéo lên sau đó quốc lại làm tương tự cho các cái sợi tóc còn lại các bạn cũng đâm kim cho mình vào các cái chân móc nằm ngang cũng đâm kim từ trong ra ngoài làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng sau khi luồn các cái sợi len vào trong thân nón thì ở cái đoạn len mà mình tạo các bạn chia đôi và tết cho mình hai đoạn tóc ta có thể cột thêm một đoạn len màu đỏ để cho cái phần tết tóc nó thêm xinh xắn hoặc là các bạn không thích tép tóc thì cũng có thể búi lại Cái đoạn tóc này các bạn cũng có thể búi lại để cái phần nón của mình nó thêm xinh xắn hơn Như vậy là mình đã hoàn tất được một mẫu nón biếm tóc cho bé có phần tóc mai như thế này Chúc các bạn thành công